đầu sông Hàn. Đầu sông Hàn đây là đầu con rồng, kia là đuôi con rồng. Dragon. Đây là cái con gì? Cá chép hóa rồng hả? Cá chép hóa rồng. Đây là cá chép hóa rồng. Đây. Sao hôm nay nó không phun nước nữa? Cá chép hóa rồng ở trên cầu trái tim. Cầu sông Hàn. Rất là nhiều người đến đây chơi. Hôm nay là thứ mấy? Thứ tư. Nhiều người ra đây chơi dữ. Shop coffee đây. Mới nhìn tưởng đâu là tàu thiệt. Đây là cầu trái tim. Thấy quá trời trái tim luôn. Đây là chìa khóa nhà. Chìa khóa cửa nhà. Ổ khóa của nhà. Nhưng mà họ mang ra đây họ thề non hẹn biển luôn. Ở dưới này cũng có một cái nữa nè. Và ở bên đây cũng thế. Bên đây nè. Đây ổ chìa khóa nhà. Còn đây là những ổ khóa tình yêu sẽ mang hình chết. Đây là ổ khóa nhà nè. Ổ khóa nhà nè. Nè đây cũng có nữa nè. Ôi trời. Chìa khóa này là chắc lắm nè. Chắc lắm nhưng mà không biết là tình yêu có chắc hay không. Vậy sao? Một cái ổ, một đống ổ khóa khổng lồ. Family. Đây là đã chia tay hoàn toàn. Chia tay hoàn toàn. Không có chia tay mà là trái tim bị rỗng. Trái tim rỗng là trái tim không có người yêu trong đó. Trái tim đó. Đây là cầu tình yêu. Rất là nhiều chìa khóa. Đến đây Quên lộn. Chìa khóa thì họ đã quăng xuống sông rồi. Chìa khóa họ quăng xuống sông có nghĩa là sông đã bị ô nhiễm vì chìa khóa rất nhiều. Liền chìa xuống sông. Khóa xong rồi liền chìa xuống sông. Đây ổ khóa, ổ khóa quá chừng, quá chừng, quá chừng. Đây chìa khóa tình yêu. Tôi nghĩ có nhiều khi có nhiều bạn lại đây khóa xong rồi vài ngày sau cãi nhau rồi xong quên luôn. Đây là toàn cảnh quen của thành phố Đà Nẵng và sông Hàn. Kia là cầu rồng đang đổi màu nè, mình quay cái đuôi trước nè. Giờ mình lên cái đầu nè. Quay được cái chi không nữa? Được.